chạy hồi đâu cua máu đâu chạy hồi đâu cua thì cháu đề nhì trên đống nghi cua ừ về trên đống cua sương rơi lác đác nghe tiếng gió rừng sao sạt nắm cánh dê kêu đôi đôi vắng tanh nghi dễ kêu đôi đôi vắng tanh tai nghe xào xạc trên cành lá rơi con đường mòn dẫn lối vào hang động trâu giáng sinh trên đất tổ đông cuồng đắp thân ngày mão giờ dần đi chảy suối về tới đất màu á rừng văn châu đệ nhị trên ngàn đông cuồng trên đền lì tuần quán giáng đền chứng đây
ra tựa thả mắt phượng long lanh ý à. Thank you.
quần chân áo chít khăn xanh khoe màu lượm chảy đầu quần chân áo thân chân guốc mùa thoăn thoắt đi mới duyên cau trầu đỏ quanh làm duyên hoa âu cài to tiếng thổ to thường.
thay để tam châu ra ngồi cùng tứ phủ thì tòng hồng sai để tứ thì tòng về chiếu dung mi công mi chúa ngự đồng châu cứu dân bồng mây lai châu vào tô
vào tô ra dòng khoan đi thai. Thích là hồi cung tích cung lê chiều dở cha tích cung lê chiều. Thích là hồi cung mê lục cung đơn sắc phong mê lục cung thương một mê dòng lệ tập hồn sinh trên thường. Xuân về hoa ban nở trắng, mùa xuân về hoa ban nở trắng.
ngoan nhìn theo. Dọc sâu sâu trên xuân núi, sau lưng đèo người đèo ca hát. Dọc sâu sâu trên xuân núi, sau lưng đèo người đèo đi về. Dọc ngang ly mong ta toàn, yêu chầu nhà nhà khát can khát được. Cát nhật được thời chầu lại lạc từ chù. Lần là ngắm ai vốn dòng sơn trà, thì tình bằng chuốc măng ra, bằng tre măng nữa cơm làm trà vàng. Tình đi ngày sống ai đi tìm, mùa nào cuối ai đem cùng già, mùa nào thương ấy ai đem cùng già. Chứng tâm thành đồng bằng ghế thành tâm. Vui sao ngày hội sơn lập, vui sao vui thế thu cập về theo. Hôm nay tiền lễ sơn trang kim ngân coi núi cô bàn kính dơ. Cơm làm gạo lốc thơm mùa, ốc cua tôm cá giò ném. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đồi chín ni tứ Bắc Lệ là nơi quê nhà. Một tiên nữ hằng ngã giáng thế cõi trần phàm, hồ dễ biết đâu khắp hòa kiều lũng tương mãn an đồng nhung mi thanh ra hồi cung kiều tình bao gia chín mươi thanh ra hồi cung đông mỏ trên làng có ai thanh ra hồi cung ngọc điệp dày dày kim chi ngọc điệp dày dày châu bé Bắc Lệ hách nghe dày phật trần khắp đâu đâu nước dày châu bé của lễ chiều quốc nghi sử còn kỹ anh linh nắm bắt chung kỳ chín thông gieo dưới thời trung hóa trầu bé dày chim rừng ca hòn cánh thâu chìm ngoài dịu dít bên lầu Việt bốn
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mượn lực lờ ý thank you.
chúc lời Huế phòng chuộc chén nô lòng. Tay thiên chuộc chén diệu đà, nhất tuần sơ nâng lên bề ngọc, các cô nâng vào là mời rước quan hoàng bảy sơi. Ô sơi rước quan hoàng bảy sơi. Quỳnh tiên chúc chén diệu đào, nhị tuần đã nâng lên bề ngọc để các cô nâng mời là mời rước quan hoàng bảy sơi. Ô sơi rước quan hoàng bảy sơi. Tạm bôi chuộc chén diệu đào, tạm tuần chúc nâng lên đi bề ngọc, các cô nâng mời là mời rước ông hoàng bảy sơi. Ô sơi rước ông hoàng bảy sơi. Chuộc chén nô lòng trà hương, chuộc chén trà ô lòng, tay nâng bình ngọc, có các bạn tiến dâng hoàng chén mời. Cục trà lòng tình lúc tin thưa nhàn hòa hiến vui. Hi 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 a. Say ông hoàng bày say câu hát, say nở ta nghe bồng tình tình rồi lại say say. Cùng tuế nguyệt câu kim cô say với non sông trọn thà ở ngày. Khách phàm trần hồ dễ mấy ai say, hai chữ tang bồng hồ tuy ông cho hẹn ngày. Ghế ông được vĩnh nghi hoa, nước tiếng sơn lâm quan hoàng bảy người lớn trong nước Việt, người còn nặng gánh sơn hà lúc đầy ở vời. Bốn trời chung nào của riêng ai, kìa thơ ai có thấu tình hoài, là chủ cả phóng hoa tuyết niên.
gót danh lời chén chi cho mền dòng che khen để lấp chi cùng cách sự thế mặc dầu ai hơn kém nhân này lệ đất mê bảo hà bảo hà đêm bụi phong nguyệt đó là tiết thầy thần tiên sáng ngu sáng ngu lưu phàm tiên cảnh thần tiên trên bảo hà tiên cảnh thần tiên trên bảo Hãy subscribe
cô nàng bày nay khúc đàn thông mang miệng cá tay cô thầy đàn bù âm nghe nó nào dâng chiếc lược mà cô nàng tam dâng chiếc lược mà đôi tay cô trái chuốt ông bảy khét là cô khéo tay yêu điều ai tẩy cô đàn chín yêu điều ai tẩy ngày ngày cô chín sách một đôi giày vào hầu ông thắt giải tai hồng tiễn cô đàn mười thắt giải tai hồng cứ nửa đêm canh ba giờ tí cặp đèn lồng cô bước ra trai chiếu chia bài cô mười một trai chiếu chia bài ấm chiến bình ngọc có đôi tay là cô dâng cô bé mười hai là cô bé tân an mười hai các cô như tiên nữ hầu giá đôi bên hoàng rõ ràng cảnh thanh nhàn ông ấy ngồi giá ngự ngự về đầu trấn thủ Nghệ An Đức Hoàng mười trấn thủ Nghệ An Vũ Huyền Thiên bản hoàng là quan đất phủ dày trời Nam có Đức Hoàng mười thông minh trí tuệ ngài thông minh trí tuệ tuyệt vời không ai nên chỉ dùng xin đấng thiên thank you.
mong hoàng về hôm nay thì mong hoàng về đèn nhang hương khói đăng nhang phụng thờ trần kinh có chữ nam mô khai quang dâng nhan thập kỳ điều khai quang chiếu ngựa dâng mã tích tạng cũng dâng kỳ phụng hoàng thân cận vật thánh tiến trung vương tuần
các cô nâng mời là mời rước quan hoàng mười sợi. Ô rơi rước quan hoàng mười sợi. Quỳnh tiên chúc chén rượu đào, nhị đoàn đã đất lên bệ ngọc để các cô nâng mời là mời rước quan hoàng mười sợi. Ô rơi rước quan hoàng sơi ta bôi chuông chén rượu đào, tam tuần chúng nâng lên đi kính vua cùng là tạ mộ cá cô nâng mời là mời giữa quan hoàng
cho rất no. Để được nhà được bình an, mà cả cuộc đời vì được vì nó mười ba năm lẻ hoàng làm quan phủ dày, hỏi các nghề có đi ngược lại về xuôi, có biết đến quán hoa mới lập ở nơi mô, đến quán hoa mới lập ở chốn kinh đô, qua cầu bên thủy là tới dinh đô quán hoàng. Được mô xây mà bằng dòng nước sông là nơi mô gió biển trắng ngà, mà bằng nơi thành ngờ dính quan hoàng ở mưa đào tiên trăng rằm sáng soi đêm trưa thần tiên sứ nghề quan hoàng được danh. Nước kia dẫu cạn như công hoàng ngàn năm vẫn xa, nước kia cũng mòn như công hoàng vẫn tựa vào giữa. Tôi tú anh linh đền ông vang khắp mọi nơi, đường nam sáng đời muôn đời con nghĩ như mai, sông Lam núi Hồng hiếu tinh biết thùa nào vương. Nghe tiếng chuông vang còn thấy bóng quan hoàng loan ra nơi cung vàng, hoàng mặc áo choàng ngập theo hoàng hoa, tay thiên niên câu thơ thần cầm quạt ca bước chân ra. Dòng ca liễu lô hoài
liên lưu đầy vơ. Từ cột này vui quá đi thôi, hát ca vác lời một người để mà khăn khăn ảo ảo rút trần cho hoàng thôi.
ở trần các ghế thanh đồng bốn phủ ở đời. Không cần tiền xuyến vẫn về nơi đất này. Trước là lễ tổ phụ thay, sau rồi thì tiệc phục cho ngay đàn tràng. Hôm nay Hoàng muốn vẻ vang để cảm ơn các ghế thanh đồng bốn phương, lại còn gia chủ ở đời, cái con cháu cũng thời về luôn. Hoàng cho thanh thản bình yên, các cháu học giỏi chăm ngoan ở ngoài. Lý xe Hoàng độ cho thời, đi đến nơi về đến chốn thành thơi muôn phần. Nhà Hoàng chẳng thiếu phúc phần, nhưng mà tu thì Hoàng phải tính bằng cân ở đời. Anh Hoàng đã nói đó rồi, nếu phúc và lộc thì mới cân thời được chi. Những người kém phúc một ly, Hoàng cân sao được nửa ly ở đời. Vậy nên ý, chồng phúc thì phúc cười, mà chồng nhẫn thì chân mọc, mà chồng người thì muôn đời sau. Ở trần dương thế bằng nhau, nhưng ai có phúc thì Hoàng mới cho ngay ở đời. Còn ai phúc chẳng tuyệt vời, Hoàng cân trả được thì bằng lòng thời nghe con. Ở trần dương thế vàng son, cửa ta hãnh diện trên dương gian ở đời. Mẫu bà đệ nhị thành thơ, đèn nhang hương khói suốt đời cao xa. Hôm nay Hoàng về ngựa cảnh trần gian, ban ơn tạ lễ cho thanh sang mọi nhà. Các ghế hôm nay khi bơi tối có khi càn, nhưng đến sáng mai Hoàng cho lại đây, đến sáng mai Hoàng cho lại đây. Hoàng đã về đây, Hoàng đã về đây cho chúng con thì đắc lộc đắc cả tài, công danh cho thành đạt, trong chốn ra chung lại thuận đi hòa, trong chốn ra chung lại thuận đi hòa. Ông mới để dành cho kiếp mà sau. Đời người có phù ai đâu, ông trời nào có phù ai đâu. Sở nguyện đã được về như ý, ông cho sở cầu được tòng. Rồi thà đợi chứ năm chờ, ngày mong thà đợi năm chờ. Hôm nay chúng con mới được gặp Đức Hoàng mười ngày giáng lâm, chén rượu đào để kính chúc thánh minh. Chén rượu đào để kính chúc thánh ghế hoàng người buôn tuổi, cứ xuân thêm xuân lại mặt đi mà, cứ xuân thêm xuân lại mặt đi mà. Em mây vàng ở trên thượng thiên, em mây vàng cưỡi con xích điều rước ông hoàng người về bên thủy nghệ thành lá hồi cung. Nhà xa ngát mùi cơn gió đưa, bóng nhà xa thanh ra hồi cung. Thiên thai là cánh bồng la.
thanh ra hồi cùng cô bơ vô đã tên nhiều thanh cô bơ lên tàu xuống mé dòng ba bò ấy thủy cung hoàn hoàn tới bên cô bơi
xin cô bơ gác mái bỏ trèo nói cô bơ lệ để khoan hò dỗ phải về đền là cô sắm hai cửa.
non trắng kính dâng. Thank you.
lệnh cô truyền các tương sơn trà, thạch sơn bạch tương hồ lan về cho. Đêm đêm anh nuốt lập lè, cơm làm một ống nước xây khẽ bột bầu, châm cài lòng lạnh ngọc châu, chẳng thành ngò mát trước lầu hát ca. Sương giăng khói tỏa nhạt nhòa, sương bay vờn đuôi, chiều tà lên thank you.
phương phủ đệ tử gần là xã An Lành. Cố sáu lành mạnh trên đời người có một, kẻ gian tà nhất mực cô không tha. Cô sáu tư phù luyện chú canh ba. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tình tình ta. Mát Long Sơn Hà cô chín qua cho, mát Ni Long Sơn Hà toàn cho nam nữ trẻ cùng già được bình an. Tình tình ta tình ta tình ta tình tình ta. Trầm Linh Nhân Đồng cô về, Trầm Linh Nhân Đồng cho an bản mạnh, cho tâm vững vàng đồng sang bóng lịch cô hoa. Bóng lịch khôn ngoan đồng thanh, bóng lịch khôn ngoan tâm thần hoan lạ, đạp đạp mọi bề độ đồng qua bên sông mì. Tài năng phát triển mọi bề hành thông trứng rồng, lại nở ra rồng. Hai non tiến dâng cô về, hai non tiến dâng xin cô tô đôi cho gia chủ bình an. Non đỏ bóng đào dựng lên, non đỏ bóng đào tấu cô chim riêng chép biên lòng thành độ cho đệ tử an lành. Tình giác